Xin chào đến tất cả mọi người. GoFood đang trên đường đi tới tỉnh lộ 43, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để mà gặp lại cô Hai, các cháu cô Hai và con của cô Hai. Thì hồi chiều này thì GoFood dự định sẽ đi sớm để mà lên gặp cô, nhưng mà hôm nay trời mưa rất là to, thì bây giờ mới vừa tạnh mưa khoảng chừng nửa tiếng thì GoFood tranh thủ lên để mà gặp cô và trao tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đến cho cô, với cái mong là cái số tiền này trước mắt sẽ trang trải cái cuộc sống cho gia đình của cô. Cô Hai ơi, dạ, đợi con lâu không cô? Cô thông cảm nha, nãy con hứa cô một tiếng, giờ chắc tiếng mấy rồi. Tại dưới mưa, ở dưới nhà, khu dưới con mưa. Dạ. Chào Su, chào Ti với lại Tấn nha. Dạ. Chắc đợi lên này không có đi đâu. Có đi đâu giờ này là chuẩn bị ngủ, sáng đi làm sớm rồi. Dạ. 6 giờ tụi nó phải đi rồi. Dạ. Hồi chiều này hai đứa có đi làm không cô? Có. Có, đi tới mấy giờ về? 5 giờ mấy, 6 giờ. 5 mấy, 6 giờ. Ngày nào cũng vậy. Dạ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Thứ bảy thì nhỏ đi làm, có mình nó à. Bà nó không đi. Nhỏ này dạ. Không đi. Thành ra nghỉ. Thứ bảy. Bà nó chở nhỏ này ra bến xe miền Đông á. Phụ bà rửa chén với ta. Phụ rửa chén. Ở gần bến xe miền Đông không cô? Ở trong bến xe miền Đông luôn á. Ở trong bến xe miền Đông. Phụ mấy quán đó, quán ăn á. Dạ dạ con biết rồi. Mấy cái lô cốt mà có để số rồi đó. Dạ. Phụ đó. Hai bé Ti. Bé Ti bữa thứ bảy thì bà nó nghỉ. Hai bà cháu rồi ấy là. Lâu chưa? Không, bà nó muốn ra làm lúc nào làm rồi. Dạ. Tụi bà làm quen rồi, từ đó giờ đó. Dạ. Mấy bà ngoài quán rồi đó, thích bà nó làm lắm. Cái cô nãy đó. Dạ. Thứ bảy nó nghỉ, nó chạy qua nó làm ngày rồi về. Dạ. Thứ bảy chủ nhật 2 ngày. Dạ. Nó làm xong nó về. Làm ở dãy số mấy vậy Ti? Dạ. Em không biết làm gì, nó là à làm rồi. Không nhớ hả? Không có số. À hình như là ở ngoài đó là dãy A, dãy B, dãy C, nó ở đúng không? Ví dụ như dãy A là nó ở số mấy? 5. Dạ. Được 250 hai bà cháu chia ra. Một ngày hả? Ờ nó 100-350. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa. 5 sáng 1 giờ trưa. Phụ người ta nấu bưng bê rửa chén. Bưng bê rửa chén. Người ta có thợ nấu rồi. Người ta nấu sẵn rồi. Dạ. Chỉ bưng rửa chén thôi. Dạ. Chỉ bán phụ người ta. Bữa nay hai đứa đi làm gì có mắc mưa không? Không. Chiều về thì không mưa, lúc trưa thì không mưa. Thấy bé Ti với bé Su hơi ngại ha cô. Dạ. Dạ. Ngại. Từ đó về rồi. Tối nhà ở nhà với bà không biết có đi đâu, không giao tiếp với ai hết. Hai em có ngại gì mà ví dụ như anh quay rồi ngại bạn bè thấy được không? Không, cái này hỏi thiệt. Nó có bạn bè đâu. Sợ bạn bè thấy ở trên mạng rồi đó. Chỉ có mấy bạn rồi đó học ở trường ông Tư đó. Tụi nó hình như con không có vô trong đó, nhỏ thì nó không có nhớ gì. Con có gặp con trong đó đó. Gặp ai? Gặp con á. Gặp con hả? Ừ. Ở đâu ở cô Hai? Trường Hình Thương ở Đại Quốc gia đó. Ở đó cũng học ở đó đó. Trường Tình Thương ông Tư đó. Con có đi vô ở trong khu làng đại học đó có quay, chứ không có vô trường đại học. Có quay đi vòng vòng ở trong đó quay. Ở khu làng đại học á. Làng đại học Suối Tiên á. Đúng rồi.
mà cái ông đó là ông dạy trường tình thương. Dạ. Ông dạy trường tình thương, nhiều người nhiều cũng có nhiều nhiều bạn tình thương đưa trong đó lắm, phát quà cho mấy em bé đó. Mấy em bé mà không có tiền đó, ổng cũng lên TV dữ lắm. Nó nhớ chú mà không biết là ở đâu á, ở trong trường của ông Tư á. Con này chạy vòng vòng ở khu đó cũng thời gian ở trong đó đó. Dạ. Ăn cơm với canh nó nấu canh cải. Bữa nay là Tuấn nấu hả? Tuấn nấu mà cô ngồi đó cô chỉ nêm nếm. Nó Tuấn nấu canh gì? Canh cải hả? Dạ. Ăn được không cô? Cũng ăn được. Được. Tuấn biết nấu, Tuấn biết nấu mấy món? Không biết, không nhớ hả? Cũng như là bữa nào mẹ thích ăn cái gì thì đi mua đó. Chợ ở gần đây không? Đây rồi, em khỏi đầu đường á. Không biết đường luôn hả? Ở đây mà không biết? Chỉ biết khỏi hẻm thôi. Chị làm mấy đứa này ít đi đâu lắm hả cô hai? Có ở nhà, trong nhà nó đi đâu á. Đi làm thì thôi, không muốn ở nhà. Đi ra tới ngoài đầu đường, người băng qua đường rồi nó chạy rồi. Hồi đó ở Đại học Quốc gia cũng vậy. Chỉ là trường học thôi. Học xong ta học đi về nhà. Nó chịu ra phụ quán thôi. Rồi đứng tư tự lượm ve chai. Xô thì ngồi bán với cô. Lượm ve chai ở trường, ở cái khu đại, khu đại học, đại học nhà. Ở trong chợ đêm á. Bán cho mấy đứa sinh viên, mấy em sinh viên. Đó lượm người ta bán, người ta xé bao quần jean áo sơ mi gì đó, gom lượm ba cái đó đó. Cô con thấy á, cô hai sao không mướn nhà trọ ở cái khu đó đó cô hai? Trời, ở cái khu làng đại học á. Hồi đó cô mướn nhà đó. Ý nói là cô mướn ở trong đó rồi ví dụ như tối như vậy mấy đứa dìu cô ra ngoài đó cô ngồi tính tiền rồi cũng được, để cho Tuấn rồi nó bài bán. Không có chỗ bán nữa. Giải tỏa chợ rồi. Con thấy ở trong khu làng đại học cũng rộng mà đất rộng đủ hết rộng chỗ. Nhưng mà công an nó đủ dữ lắm. Đủ. Mà bán thanh niên thì nó đẩy đi được. Dạ. Nó đẩy đi mấy che nó đẩy chỗ này chỗ kia rồi. Mình chạy không kịp. Không có nhóm chợ được. Mình thì chạy không kịp. Công an nó đủ dữ lắm. Dạ. Cô bệnh hoạn đâu có đi nổi. Nó dẹp chợ là nghỉ luôn. Thời gian sau này tụi nó mới dành bán lợn. Dạ. Kiếm cái mặt bằng thì mặt bằng tốn tiền, mặt bằng thì không có. Lúc đó cô bệnh cũng bệnh nữa. Mặt bằng trong đó cũng cao. Cô bệnh như cô mới về Củ Chi ở. Dạ. Cho tụi nó làm, đi làm gia công cho ta đó. Dạ. Rồi giờ cô bệnh quá, bệnh tim. Nhỏ em hồi nãy nó mới dắt chị đây ở gần đó. Dạ. Nó lo. Rồi nó chở hai đứa là đi làm hồ luôn. Dạ. Mấy bên này bệnh tình sao rồi, cô đỡ không? Hay sao cũng vậy hả? Nó chở bệnh nay luôn, bữa nay nó mệt hoài. Mệt hoài. Chiều cũng đi đá, bác sĩ kêu nhập viện, bác sĩ cho thuốc về nhà uống đi. Chừng nào chịu không nổi nữa tôi mới nhập viện. Cô ăn uống là cô cũng phải cử đó đúng không? Kiểu kiêng rồi lắm. Phải bị, cô nó bị tiểu đường mà phải không? Cả ngày cô phải ăn uống được. Dạ. Trưa ăn nửa chén cơm, chiều ăn nửa chén cơm. Dạ. Cả ngày không có ăn bánh ăn hoài gì hết. Sáng thì uống hộp sữa hộp á. Dạ. Để uống tốt. Ở đây phải có cái tivi tối coi hay là cô ở nhà cô coi cũng đỡ buồn cô hai? Cái tivi khoảng bao nhiêu cô? Tivi không có, mà ở đây không có cáp nữa. Không có cáp. Chủ nhà ta không có cáp. Không cho câu với người ta. Đây đâu có ai đâu không. Ở đây còn ở nhà ta. Thấy con nói là chủ nhà thế nào cũng có cáp chứ. Không có cáp. Lúc này ta không có xài cáp. À ta xài trên mạng luôn à. Xài trên mạng. Wifi luôn. Ta xài wifi thôi. Không có xài cáp. Phải có đàn ông trong nhà mình mua cái tivi mình gắn anten cũng được nữa. Mình coi vài đài cũng được. Hôm bữa vô còn mấy ký gạo giờ mua chưa? Có mua mấy ký nè. Cô dở lại nha. Đừng mua được thêm mấy ký, 5 ký à. Dạ. Mua được thêm mấy ký gạo hổm hết gạo rồi.
Ai mua đây? Tấn mua hả cô? Dạ, mấy đứa này bỏ tiền ra, bé Su với bé Ti bỏ tiền ra hả? Bé Su với Ti đi làm, có lãnh lương cũng đưa con đó. Dạ. Không có nào giữ riêng hết. Không nào giữ riêng. Làm gì đưa tiền, đưa tiền, nhà. Đưa tiền cho cô hai, cô phải tích góp đầu này đầu kia, phải tiết kiệm đủ thứ. Thì hồi nãy khoảng 7 giờ mấy á, con có gọi điện cho cô hai, nói là có Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình mình. Thì con chạy lên đây liền để mà trao cho cô hai. Thì con xin đọc tên một cái số tiền nha cô hai. Dạ. Ở đây là có hai người. Thứ nhất là của cô Khúc Nguyệt ở Mỹ là 1.500.000. Thứ hai là của vợ chồng chị Nhàn là 5.000.000. Thì tổng cộng là 6.500.000. Thì trước mắt là gửi cho cô hai để mà trang trải cuộc sống trước mắt đi. Dạ. Cô hai. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn chú. Để cho cô mua thuốc rồi đi bệnh viện rồi dạ. Mua mấy cái vật dụng ở trong gia đình đồ này nọ. Trước mắt là vậy. Thì sau này nếu mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp thì con sẽ đem lên đưa cho cô. Dạ. Cô hai. Cảm ơn con. Dạ. Cái cô mà ở dưới nhà bè gọi điện nói về hoàn cảnh của cô là cô đó là bạn gì? Bạn chị gì? Em, bạn dâu. Chị em bạn dâu. Dạ. Với cô hai. Chị là lấy anh lớn. Dạ. Cô là nhỏ. Dạ. Hai anh em. Chị là chồng vợ. Vợ của ông anh. Dạ. Cô đó cũng nói cái hoàn cảnh của gia đình cô hai rất là... Cô nói mà cô khóc luôn đó. Ở dưới nhà bè cô đó đó. Bé Su với bé Ti nè, có tính là kiếm cái công việc khác không? Dạ, em cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Mà bây giờ mà đi học nghề thì ai cho một tiền đó học nghề. Đúng rồi. Học nghề thì gia đình tiền đâu. Học nghề giờ tốn tiền lắm. Mấy chục triệu đó. Không có tiền. Mà nó đi học nghề thì ai đi làm đến luôn. Dạ đúng rồi. Giờ hai đứa là đang đi làm. Còn về chuyện mà ba mẹ có nhớ ba mẹ không? Không nhớ luôn hả cô hai? Nhớ không? Chắc nhớ sao không nhớ? Mẹ nó ở nhà về chỉ là kiếm chuyện thôi. Có gì cũng quên đó. Có đồng nào cũng giết đồng đó. Này con hỏi riêng tư chút nha cô hai. Thì ba của bé Ti là chừng nào ra? Con không hỏi hả? Con không có đi thăm. Cô bệnh gì cho cô đi nổi. Còn ba đứa này nhỏ quá cũng đâu đi được. Có đi vô thăm ba lần nào không bé Ti? Chưa luôn hả? Là chú vô trong đó là bao lâu rồi cô? Mới có mấy tháng rồi. Mấy tháng nay hả? Dạ. Là cô không biết là chừng nào ra luôn. Con mẹ của con này nó hay tin thì nó đi tâm thì nó làm gì nó làm. Cô về đây cô ở Cú Chi, cô dọn về đây ở, cô cũng cho nó chỗ ở luôn. Cô giờ cô đi về đây ra cửa đi còn không nổi. Sao cô lo cho nó được? Tiền cũng không có luôn, ăn cũng không có tiền ăn. Đi tiền nhà cũng không có tiền nóng nữa, chị nuôi lo cho nó. Là từ lúc mà bị bắt tới giờ là không có... Mình vẫn muốn vô thăm nhưng mà điều kiện không có với lại đúng sức rồi. Khỏe. Cô thương lắm. Ở trại nào vậy cô? Nghị Xuân ở Nghị Xuân ở Hóc Môn. Nghị Xuân Hóc Môn à, cũng gần. Mà không có sức khỏe để mà đi lên trên thăm được. Không có điều kiện đi đi nữa. Không điều kiện nữa. Đi thì phải có tiền. Yeah. Mà đi thăm là phải không phải tiền xe không thăm, phải cho con mình mua đồ mua đạc. Hai đứa đi làm, tiền nhà, tiền ăn, tiền tốt của cô nữa. Sao đủ? Dạ. Cô bệnh cô không phải giác gì luôn. Cho nên nhập viện còn không dám nhập. Nhập viện tiền đâu đóng không? Nhập viện là bắt tạm ứng mấy triệu. Hiện tại thì bé Su với bé Ti là đang làm ở Phủ Quang ở Tân Bình. Tân Bình. Rồi công ty thì mốt chuyển đi đâu chuyển rồi.
xa gần thì không biết, nhưng mà trong trong khu vực Sài Gòn. Mà tụi trưởng và rủ tụi đi đi đâu? Thì Phú Quốc làm mấy nhiều tiền hơn. Phú Quốc. Nhưng mà mấy đứa này cô cũng phải nói nó về chuyện đi, phải đi chung với cô, đi chung với phụ nữ rồi nha cô. Dạ. Ừ. Yeah. Mấy người đàn ông mà toàn là gái không à? Thằng yeah. Bà không à? Mà tụi nó đi kèm với là bà nó. Lúc nào bà nó cũng canh giữ hai đứa. Đúng rồi, canh mới được mấy đứa này. Xong tới giờ nghỉ trưa, thì bà cháu đi phòng nghỉ trưa. Dạ. Yeah. Rồi chiều 1 giờ ngay làm tiếp. Làm xong tới 5 giờ là xuống, bà chở về lẳng hay luôn. No. Xuống đất là bà chở về lẳng luôn. Yeah. Cô hai cho con hỏi là bây giờ là cô đi không có được, cô có cần một cái xe lăn gì không? Khi nói là có xe lăn, ví dụ như chiều Tấn đẩy cho cô ngồi đẩy chạy vòng vòng sớm là nó cũng đỡ. Mà ví dụ như bây giờ cô đi là phải Tấn nó phải đứng lên dìu hai cái tay cô hay sao, hay cô đi ôm cái dây. Chứ bây giờ là đi không có được. Còn vệ sinh thế nào cô? Vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa thì cô vô tắm rồi ngồi vô ngồi ghế mà. Cái nói cô từ đây mà cô đi vô phòng vệ sinh như thế nào á? Vệ sinh đây nè, Tấn nhìn cho cô vô. Nhìn vô trong đó, rồi cô trong đó có ghế cô ngồi, cô tự thay đồ ở trong đó cô vệ sinh rồi được. Cô tự tắm tự thay đồ. Nhưng mà có chiếc xe lăn thì lên ngồi thì cũng cũng đỡ ha cô. Dạ. Tự mà đẩy đi vòng vòng lên chiều đi rồi cũng được chứ nằm ở nhà. Tối ngày cô chứ trong nhà không đi đâu, không biết nữa là khỏi cửa. Dạ. Yeah. Không có cáp rồi phải như có cái, có để cái tivi ngay mấy góc này để cho cô coi, mấy đứa nó coi cũng được nhìn. Buồn. Tiền nhà của mình là tới ngày mấy? Là ngày 1, ngày 2 luôn hả? Ngày cô đóng thì tới mười mấy tay mới đóng rồi. Mười mấy tay? Nhà là 1 tay, 2 tay rồi tới ngày. Dạ. Nãy cô có tiền cô đóng mà cô không kịp lãnh lương thì đóng luôn. Dạ. Yeah. Còn không kịp lãnh lương thì cô nói cô trụ. Dạ. Yeah. Bữa tôi lãnh lương thì đem tiền ra đóng liền. Dạ. Yeah. Tôi lãnh lương đem tiền ra đóng liền. Dạ. Yeah. Ví dụ như có cái chiếc xe lăn rồi anh Tuấn đẩy cô ra ngoài chợ bán vé số là được không cô? Cô không bán vé số được. Không bán vé số được. Bán vé số ế dữ lắm. Người ta bán quen chứ mình không quen. Đẩy đi vòng không bán được. Nghe hả cô? Nhiều khi cô có gian buôn bán rồi đó thì bán được. Với lại người ta thấy hoàn cảnh của mình thì người ta mua lên tao ủng hộ. Tụi này bán cái số thử rồi. Bán rồi hả? Bán thử rồi nó không được. Sách đi đã rồi, sách về là được đang trả chứ. Phải ôm tiền hộ ôm. Dạ. Đứa ôm cầm 20 tấm đi bán á. Đi có đi bán rồi. Bán không được. Bán nó phải dẻo miệng. Đúng rồi. Phải đi theo, phải mò dài, mò dai. Dạ. Còn hai đứa này nó đi làm hồ rồi, trước kia trước mà khi làm hồ là những cái công việc gì nó đã làm rồi cô? Nó làm gia công với Củ Chi đó, làm hộp từng đồ xếp hộp rồi đó. Dạ. Còn giờ ta. Rồi bán vé số. Bán vé số. Rồi phụ cô bán giày dép. Ừ. Là ba còn ba ngày. Là phụ bán dép đó, rồi ở ngoài chợ đêm á. Dạ. Chợ nó vậy bây giờ là nghỉ bán luôn. Dạ. Không có chỗ bán. Đẩy xe ra công an đuổi rồi đâu chạy lại được. Dạ. Rồi thanh niên á, sinh viên á, nó trang chút nó kiếm chỗ nó bán được. Dạ. Còn nó nhỏ quá đâu có bán được. Dạ. Thôi chắc gần 10 giờ rồi, con xin phép cô, con về. Cô để cho cô với... Cảm ơn con. Dạ, mấy em nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngày mai đi làm. Cảm ơn. Dạ. Con xin phép con về. Ừ.
Dạ. Về nha mấy đứa. Dạ chú về. Dạ.